đã, bọn chúng đang đi về phía chị đấy. Em biết rồi, mau bắn theo bọn nó. Em biết rồi. Máy tính, mau đưa đây, ta sẽ tha cho chúng mày. Cha, đừng nữa. Được, mau thả Anna ra. Let's go. Anna, phải làm sao bây giờ? Tôi cũng không biết nữa. Trong đấy có nhiều dữ liệu quan trọng của sếp lắm. Mở ra ngoài đi. Chúng ta không? Tao cũng không biết nữa. Để tao báo cáo với sếp xem sao. Xin chào sếp. Chào anh cô. Nhiệm vụ tôi giao thế nào rồi? Dạ. Sao? Chuyện gì à? Dạ, trên đường đi lấy laptop về, bọn em bị bọn Adiola mai phục ạ. Có chuyện như vậy sao? Các cô có biết trong chiếc máy tính đó có rất nhiều tài liệu quan trọng của tôi không? Dạ. Bọn em đã cố gắng chống trả, nhưng Anna lại bị bọn chúng khống chế. Em xin lỗi sếp. Thôi được rồi. Vậy hai cô bị thương không? Dạ, bọn em không sao ạ. Bây giờ hai cô tìm mọi cách lấy chiếc máy tính về cho tôi. Vâng, em biết rồi ạ. Anna, ta phải làm sao bây giờ? Tớ cũng không biết nữa. Lại làm việc chắc sẽ chết lắm nhỉ. Mình phải ra tặng hoa chị đi. Chị Đại, có chuyện gì? Chị làm việc suốt như vậy không thấy mệt à? Mệt, nhưng mà không làm thì ai làm cho tao? Mày làm. Em không biết làm gì đâu. À, em có cái này cho chị này. Cái gì? Đẹp không chị? Em phải trèo mãi lên 12 lần cho chị. Ra ngoài đi, để tao làm việc. Tớ có cách rồi. Là cách gì? Let's go. Let's go.
có làm sao không ạ? Tôi không sao, tôi cảm ơn hai cô. Vậy tại sao bọn chúng lại đánh anh? Bọn chúng đã bắt cóc cả gia đình tôi. Nhân lúc bọn chúng không để ý, tôi đã trốn được ra ngoài. Nhưng không may bị bọn chúng phát hiện và đuổi theo đánh đập tôi. Vậy anh có biết bọn chúng là ai không? Tôi cũng không biết bọn chúng là ai ấy. Vậy anh có nhớ nơi mà bọn chúng giam giữ gia đình anh không? Tôi nhớ. Được rồi, vậy anh cứ đưa chúng tôi đến đó. Được, các cô hãy đi theo tôi. Đi rồi. Đã đến đây để giúp tôi. Chúng ta phải làm gì hả chị? Bước tiếp theo, bắt chúng khai ra số hàng của chúng ta đang được giam giữ ở đâu? Bọn chúng cứng đầu lắm, em nghĩ bọn chúng không dễ dàng khai ra được. Sao chúng mày ngu thế? Hiểu gì cách để cho chúng nó khai ra? Dạ vâng, bọn em hiểu rồi ạ. Nhớ, đừng làm gì quá tay đến tính mạng của chúng nó. Mau đi đi. Vâng ạ.
chết rồi. Ừ, chúng ta mau rời khỏi đây thôi. Mày đã mang tiền đến theo yêu cầu của tao chưa? Những gì mày yêu cầu tao đã mang đến đây rồi. Tốt lắm. Hai đứa bay kiểm tra. Muốn kiểm tra hàng thì phải cho tao thấy người của tao trước. Được thôi. Hey. Tâm, tao chưa làm gì nó đâu. Nó vẫn còn nguyên vẹn. Okay. Đây. Cậu có sao không? Tớ không sao. Chúng ta đi thôi. Cũng biết điều đấy. Cậu yên tâm.
đã để tên cầm đầu chạy thoát rồi. Nó đã bị tớ xử lý rồi.